Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Như đã giới thiệu là hội thánh của chúng ta, những cái buổi nhóm thì ngày Chủ nhật chỉ có 3 lễ thôi. Buổi sáng lễ nhất từ 7 giờ, lễ 2 từ 9 giờ 30, lễ 3 là buổi tối vào lúc 7 giờ dành cho thanh niên. Tuy nhiên chúng ta có trên dưới 40 mục vụ khác nhau. Và lần lượt mỗi một tuần lễ chúng ta sẽ được nghe giới thiệu và làm chứng về một mục vụ. Lâu nay ai chưa biết chúng ta có trường nhạc thì hôm nay được biết. Lâu nay ai chưa biết là chúng ta có góp phần để có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ ở những vùng quê xa xôi để các cháu lớn lên trở về thành những nhân tố giúp ích cho cộng đồng của mình thì hôm nay chúng ta biết. Và chúng ta có thể dự phần vào trong các mục vụ khác nhau. Tôi cũng rất là phấn khởi vì một mục vụ mới mở ra trong hội thánh đó là mục vụ dành cho những người lớn tuổi, từ 65 tuổi trở lên. Đã nhóm được một buổi rồi và tuần này sẽ có một buổi nhóm thứ hai. Và cảm ơn Chúa, mục vụ đó rất là mạnh mẽ, rất là sốt sắng. Bởi vì chúng ta góp phần để phục vụ Chúa trong những cái lĩnh vực khác nhau. Và bây giờ chúng ta đến với lời của Chúa. Như quý vị đã biết là chúng tôi vừa trải qua một chuyến đi du lịch ở xứ thánh là Israel. Nhà tôi và tôi năm 2009 thì được đi một lần. Và trong đầu tháng 3 vừa rồi, rất là bất ngờ, chúng tôi lại được đi một chuyến thứ hai. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, đọc Kinh Thánh thì chúng ta quen thuộc với những nhân vật, với những địa danh, với những nơi chốn. Và rồi tôi có cơ hội đến tận nơi thì tôi nhớ lại những gì mình đã đọc, mình đã học trong suốt nhiều năm qua. Và thật là tuyệt vời. Thật ra là tôi không có định ý, nhưng mà rồi cảm động quá về những nơi đó, tôi bắt đầu gửi những cái video về. Nhiều bạn trẻ đáp ứng và tôi bắt đầu soạn những cái video để cho có đầu có đuôi, có một cái ý tưởng để có thể chia sẻ ra. Và không ngờ là hôm nay là cái video thứ 24. Cầu nguyện cho tôi để tôi hoàn thành 31 video, mỗi cái khoảng 1 phút rưỡi thôi. Bởi vì nếu mỗi một ngày trong một tháng chúng ta chỉ cần suy gẫm về một điều thì điều đó rất tuyệt vời. Và tôi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời dùng dân Israel để nói với con người. Thế giới này có nhiều quốc gia, có nhiều dân tộc, có nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng lạ lùng, Chúa lại chọn tuyển dân của Ngài để nhắn nhủ với chúng ta rất nhiều điều. Và ngày hôm nay, khi đến tại vùng đất đó, tôi cảm động vô cùng. Thật ra nhiều khi rất là bận rộn cho nên không có nhớ hết đâu. Nhưng mà về nhà tôi cầu nguyện, tôi đọc lại lời của Chúa, một cái địa danh nào đó được nhắc đến, tôi tra cứu từ internet để nghiên cứu. Có những lúc tôi phải khóc. Lạ lùng quá, tình yêu của Chúa, cách Chúa bày tỏ chân lý của Ngài. Buổi sáng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị. Quý vị nhìn lên cái hình ảnh này thì có đoán ra được là điều gì không? Có ai đã từng xem các video đó rồi thì biết rõ. Ai chưa thì xin hãy vào Facebook của tôi. Bởi vì thật ra nó là những sứ điệp, những thông điệp đến từ những địa danh này. Đây là hình ảnh của một bức tượng mô tả lại một nhân vật ở trong Cựu Ước. Đó là tiên tri Eli. Tiên tri Eli. Một ngày kia thì chúng tôi được đến. Dạ, xin điều chỉnh dùng cái này cho sư chú, rút ra cắm lại. Dạ, chúng tôi được đứng lên trên một cái nơi gọi là núi Cạc Mên. Quý vị nhìn thấy, đây là núi Cạc Mên. Từ trên núi Cạc Mên đó, nhìn bao quát, về phía tay phải của tôi đó, nhìn ở phía xa thì đó là biển Địa Trung Hải. Và chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta biết là tiên tri Eli sau khi cầu nguyện giải quyết vấn đề rồi thì Eli bảo người đầy tớ là hãy nhìn về phía biển thử xem
có dấu hiệu của một cơn mưa không? Mà người đầy tớ nhìn về hướng đó, bởi vì phía đó là địa trung hải. Phía trước mặt của tòa nhà và phía bên tay trái đó, nó là đồng bằng Gizreel. Và chúng ta thấy màu xanh của nó. Ở đằng xa là những cái cánh đồng, là những ruộng nước. Chúng tôi đi trong chuyến vừa rồi thì có ông bà mục sư Đỗ Đình Song, phó tổng quản nhiệm cùng đi. Chúng tôi đứng ở đây trên núi Cạc Mên, ở trên một cái tòa nhà giống như một cái sân thượng vậy đó. Và phía sau lưng là cánh đồng, đồng bằng Gizreel. Vậy đó, nhìn từ núi Cạc Mên nhìn xuống thì chúng ta thấy đây là cánh đồng. Cánh đồng bao phủ và nơi sản sinh ra lương thực. Tại sao tôi lại giới thiệu với quý vị về những điều này? Chúng ta biết là Gia Cơ có nói như thế này: Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sanh sản hoa màu. Quý vị có thể tưởng tượng nổi không? Một cái vùng đất như vậy, cả một cái cánh đồng, nó là đồng bằng của những con sông, và sông Giô Đanh là một trong những dòng sông đem nước, đem phù sa để tưới đồng bằng này. Vậy mà Kinh Thánh cho biết là có một giai đoạn trời không mưa và không hề có sương. Không phải là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, mà là 3 năm rưỡi trời không mưa. Đến nỗi cả cánh đồng này khô cằn hết, không có gì để ăn, lương thực không có. Chúng ta hãy mở ra để xem, tôi sẽ trích đọc một số phần Kinh Thánh để quý vị nghe ở trong Các Vua thứ nhất. Các Vua thứ nhất nói như thế này: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Khi đứng ở đỉnh núi Cạc Mên, nhìn về cánh đồng như vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi, làm sao mà một cánh đồng trù phú như vậy, mà hạn hán đến nỗi không có mưa, không có sương, suốt nhiều năm. Chúng ta thử tưởng tượng đi, nếu ai ở đồng bằng sông Mekong thì chúng ta biết sông Mekong chuyên chở nước và phù sa đổ ra cho đồng bằng, đến nỗi chung quanh đó là nhiều tỉnh, nhiều vùng trù phú vô cùng. Ở miền Bắc thì có đồng bằng sông Hồng, và chúng ta biết là sông đem phù sa đến, đem nước đến, đem sự sống đến. Và ở đây là cánh đồng Gizreel đã từng đầy dẫy sự sống. Vậy bà tiên tri Eli là người của Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng, ta cho các ngươi biết, những năm về sau không có mưa, không có sương. Tôi không hiểu vì sao mà Gia Cơ nói rằng người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa. Nhưng mà có một điều tôi hiểu, ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời, ông biết rõ nguyên tắc của Đức Chúa Trời, ông biết rằng nếu tình trạng cứ như vậy thì chắc chắn sẽ không có mưa, không có sương đâu. Và chúng ta hãy xem tình trạng như thế nào đến nỗi Eli phải nói như vậy. Ở đây trong Các Vua thứ nhất, đoạn 16 nói như thế này: Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình. Người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lạy nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miếu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Đây chính là tình trạng đạo đức của vua cai trị cả xứ Samari, mà đồng bằng Gizreel là một phần trong xứ Samari. Eli không đến nỗi gian ác để cầu nguyện, Chúa ơi xin đừng mưa xuống. Nhưng mà nhìn thấy tội lỗi gia tăng, nhìn thấy người đứng đầu cả dân sự
Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, đã thờ phượng tà thần là Ba Anh, đem miếu của Ba Anh lập ở trong đất của Đức Chúa Trời. Tiên tri Eli tuyên bố rằng, chắc chắn những năm tới sẽ không có mưa. Chúng ta hãy xem câu 34 nói gì. Trong đời Ahab, Hien ở Bethel xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Segub, con út mình. Theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun mà phán ra. Kinh Thánh còn nói thêm nữa. Trong đời của Ahab, vua phạm tội vì cớ không nghe lời Đức Chúa Trời. Cho nên dân chúng có một ông nào đó tên là Hien. Ông cũng làm theo luôn. Trong khi Giô-suê thì Đức Chúa Trời sau khi triệt hạ thành Jericho rồi thì Đức Chúa Trời bảo rằng không ai được phép xây lại Jericho. Nếu dựng lại cửa thành thì con trưởng nam sẽ mất. Nếu đặt lại nền móng thì con thứ sẽ mất. Vậy mà cái ông này ông bất chấp lời Đức Chúa Trời. Từ vua đến dân đều phạm tội, đều chọc giận Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói gì? Cửa trời đã đóng lại. Chúng ta có thể tưởng tượng nổi không? Một cánh đồng như vậy, với phù sa như vậy, với dòng sông như vậy, vậy mà không có mưa. Lý do rất đơn giản. Khi con người phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời có quyền đóng cửa lại. Đóng cửa trời lại. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh mô tả tình trạng đói kém như thế nào. Các vua thứ nhất đoạn 17, câu thứ 2. Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng, hãy đi khỏi đây, qua phía đông và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Cả cái cánh đồng trước mắt mà chúng ta thấy đó, khô cằn. Cho nên Chúa bảo ông tiên tri Eli, hãy đi đến cái khe có tên là khe Kê-rít, bởi vì nó gần ở sông Giô-đanh. Ở đó vẫn còn một ít nước. Ngươi ẩn mình trong đó thì sẽ không chết khát. Ta sẽ sai chim quạ đến nuôi ngươi mỗi ngày. Như vậy là trận đói là thật. Như vậy là hạn hán là thật. Không phải mơ hồ chút nào đâu. Không phải là chuyện hình bóng gì cả. Đây là sự thật lịch sử đã diễn ra trong đời của vua Ahab. Và chúng ta biết rằng nguyên do là Đức Chúa Trời đóng cửa trời lại. Không còn ban phước nữa. Bởi vì từ vua đến dân sự, hoàng hậu chọc giận Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói gì? Eli vâng theo lời Đức Giê-hô-va đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang sông Giô-đanh. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô vì trong xứ không có mưa. Tình trạng càng tệ hại hơn. Ở đây đã khô hạn, phải đi đến gần sông Giô-đanh hưởng một chút nước ở khe Kê-rít. Vậy mà đến lúc khe Kê-rít cũng khô luôn. Cho nên phải đi qua một xứ khác, đến nhà người đàn bà quá Sarepta. Chưa hết, chúng ta hãy nghe đoạn 18. Vả tại Samari có cơn đói kém quá đỗi. Ahab sai gọi Abdia là quan gia tể mình. Ahab nói với Abdia rằng, hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng. Vậy hai người chia xứ đặng đi tuần. Ahab đi một mình con đường này và Abdia đi một mình con đường kia. Chúng ta thấy diễn tiến càng tệ hại hơn, đúng không? Tệ hại hơn. Ban đầu cánh đồng trước mắt mà chúng ta thấy đó, không có mưa, không có sương. Thậm chí đến gần sông Giô-đanh, nước khe ở đó cũng khô cạn. Và đến một ngày chịu hết xiết rồi, vua Ahab bèn nói với quan gia tể của mình, hãy đi khắp xứ thử xem, tìm cỏ cho ngựa và la, chẳng lẽ để nó chết sao? Và chúng ta biết là đích thân Ahab đi một phía, Abdia đi một cánh để tìm cỏ cho ngựa và la. Đây là thật. Tất cả những điều này không mơ hồ gì cả. Khi Đức Chúa Trời đóng cửa trời lại, thì nơi tưởng chừng như có thể sản sinh ra vô số lương thực,
của cải sẽ chẳng có gì ở đó đâu. Tôi biết nhiều người trong chúng ta đang đối diện với nỗi sợ hãi khi chúng ta nhìn vào tương lai của những tháng sắp tới, của vài năm sắp tới. Có đúng không? Khi tôi đi đến các trung tâm mua sắm, khi đi trên những con đường phố, thấy những chỗ cho thuê mặt bằng đóng cửa bởi vì người ta không còn buôn bán được nữa, phải trả lại mặt bằng. Ngày hôm qua thì một người anh em trong hội thánh làm việc rất lâu năm trong một công ty xây dựng chia sẻ với nhà tôi là em vừa được chính thức thông báo cho thôi việc. Em biết là em không làm việc thì em vẫn có thể có đủ sống, nhưng mà thấy nó buồn sao. Và tất cả những điều đó bày tỏ cho chúng ta biết rằng một bức tranh rất ảm đạm. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tôi có tiền, tôi có thu nhập, tôi có nguồn lợi, tôi có nhiều vốn liếng. Buổi sáng hôm nay Chúa muốn nhắc chúng ta rằng ở một nơi trù phú như vậy, nhưng nếu Đức Chúa Trời Ngài đóng lại thì chẳng có gì để ăn hết. Cả ngựa và la cũng phải chết đói mà thôi. Kinh Thánh nói rằng kẻ này nhờ cậy ngựa, kẻ khác nhờ cậy xe cộ. Nhưng tôi nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ông bạn chị em ơi, mọi thứ ở trần gian này không có gì bảo đảm cho chúng ta đâu. Biết bao nhiêu người, những ngân hàng rất lớn ở tại Mỹ, ngân hàng quốc tế phá sản. Người ta gửi tiền vào những ngân hàng như vậy cho là bảo đảm nhất, nhưng mà đùng một cái mất khả năng chi trả. Điều đó đang diễn ra. Và Chúa muốn nói với chúng ta rằng nếu chúng ta trông cậy nơi con người, nơi thế giới này, mọi sự không có gì bảo đảm. Quý vị không thể tưởng tượng nổi một cái cánh đồng như vậy mà sao lại khô hạn. Sông Giô-đan có bao giờ cạn nước đâu. Vậy mà trong khe Kê-rít cũng không còn. Cả một xứ rộng lớn, ngựa và la, không có cỏ, phải chết đói. Đến nỗi vua là nơi đầy đủ nhất. Ai chết chứ vua khó chết lắm. Nhưng mà vua cũng thấy là không thể được, không thể được, không thể được. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ đọc đến đoạn 18 của các vua thứ nhất. Thì tiên tri Eli nhìn thấy thực trạng đó. Và ông đã nói gì? Ông biết nguyên nhân vì sao. Ông nói rằng được rồi, bây giờ ta không thể đứng yên được nữa. Hãy đi nhóm các tiên tri ba anh và những tiên tri ác tạc tê đến đây. Ta phải đối đầu với nó một lần đủ cả. Bởi vì nguyên nhân là Ahab, vua, hoàng hậu và dân chúng đã chống nghịch Đức Chúa Trời, đã thờ lại hình tượng, đã làm những điều Chúa bảo là không được làm mà vẫn cứ làm. Cho nên Chúa đóng cửa trời lại và tiên tri Eli nói rằng bây giờ không thể để như vậy nữa đâu, phải giải quyết thôi. Đoạn 18, Eli đã nhóm lại. Và đây là hình ảnh của vị tiên tri. Một mình ông, phía bên đối diện là 450 tiên tri ba anh. 400 tiên tri ác tạc tê. Ông nói rằng hãy nhóm lại đây với ta ngay tại trên núi Cạc Mên này. Và bức tượng này mô tả ông đang cầm gươm, dưới chân của ông là những tiên tri ba anh bị giết chết. Chúng ta về đọc lại đoạn 18. Tôi không hiểu vì sao mà cuộc đối đầu đó những tiên tri ác tạc tê không đến, chỉ có 450 tiên tri ba anh mà thôi. Và Đức Chúa Trời đã chứng tỏ rằng Eli đúng. Eli đã đối diện. Đối diện với nan đề. Ông biết nan đề đến từ đâu. Và ông sẵn sàng can đảm giải quyết dầu chỉ là một mình ông thôi. Và ông nói rằng Chúa ơi, con biết khi tội lỗi được phơi bày, khi tình trạng tệ hại được giải quyết, khi dân sự ăn năn với Đức Chúa Trời, nhận biết rằng chỉ có một mình Ngài là Chúa. Chúa là đấng ban cho, Chúa là đấng đóng cửa trời lại, Chúa là đấng cất đi, thì Ngài sẽ bắt đầu hành động. Và rồi chúng ta thấy tại núi Cạc Mên thì 450 tiên tri ba anh đã bị xử trảm, đã bị giết chết. Rất lạ lùng. Đoạn Eli nói cùng Ahab rằng hãy đi lên ăn và uống vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Tôi thích quá. Chỗ này
đám mây chưa xuất hiện. Chỗ này nhìn về phía biển Địa Trung Hải vẫn còn nắng chang chang, chưa hề có một dấu hiệu của đám mây nào cả. Nhưng mà tiên tri Eli biết và ông dám nói rằng hãy ăn uống, hãy ăn mừng đi. Bởi vì giữa Chúa và dân sự đã được giải quyết rồi, chắc chắn Chúa sẽ đổ mưa xuống thôi. Tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Sau đó ông bảo đầy tớ, hãy ra phía biển nhìn thử xem có đám mây nào không. Đầy tớ phải đi lần thứ nhất, quay lại nói không thấy gì hết. Đi lần thứ hai đi, không thấy gì hết. Lần thứ ba không thấy gì hết. Cho đến lần thứ bảy thì đầy tớ tường trình là có một đám mây nhỏ bằng lòng bàn tay. Và ông nói với vua, hãy thắng xe chạy cho mau đi, kẻo mưa cầm vua lại. Và mưa bắt đầu đổ xuống. Đổ xuống sau 3 năm rưỡi, trời không mưa. Nguyên tắc mà Chúa muốn nói với chúng ta ở đây là gì? Phước hạnh đến từ Chúa. Ngài có quyền mở cửa trời, Ngài có quyền đóng lại. Một khi tội lỗi, mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời có vấn đề, bị ngạt ngoài, dù cho tình trạng của mình có tốt đến đâu, Chúa đóng cửa trời, chúng ta chẳng có gì cả. Khi vấn đề của chúng ta với Chúa được giải quyết, cửa trời mở ra. Tôi rất thích câu ở trong Gia-cơ nói rằng trời bèn mưa và đất sanh sản hoa màu. Chúng ta có muốn điều đó không? Chắc hẳn rồi. Hãy cầu nguyện, Chúa ơi, con muốn ngày ban mưa, con muốn đất sanh sản hoa màu, xin làm điều đó. Và điều quan trọng là giữa chúng ta với Chúa như thế nào? Tôi biết trong thời điểm này, nhiều người nghĩ về tương lai, nhất là những người làm ăn, buôn bán, kinh doanh. Chúng ta rất lo lắng vì kinh tế, tình trạng kinh tế chung của thế giới là như vậy. Tình trạng kinh tế của đất nước là như vậy, làm sao mình có thể tránh khỏi được? Bài học buổi sáng hôm nay dành cho chúng ta, dù tình trạng có tốt mà mối quan hệ của chúng ta không tốt với Chúa, Ngài vẫn có thể đóng cửa trời. Ngược lại, tình trạng tệ hại đến đâu mà mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời tốt lành, Chúa vẫn có thể ban mưa và khiến cho đất sinh sản hoa màu. Đó chính là ý nghĩa mà Chúa Giê-xu dạy dỗ các môn đồ. Ngài nói rằng, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Khuynh hướng của con người là lo chúng ta sẽ ăn gì, sẽ uống gì, sẽ mặc gì. Khuynh hướng của chúng ta là lo lâu nay thu nhập như vậy đủ để trả tiền nhà còn dư chút đỉnh, bây giờ sắp tới không có thu nhập như vậy thì sống làm sao. Nhưng mà sáng hôm nay Chúa muốn nhắc lại cho chúng ta một câu chuyện lịch sử có thật này để nói rằng đó không phải là điều mà chúng ta phải lo đâu. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài chẳng lìa chúng ta đâu, chẳng bỏ chúng ta đâu. Đức Chúa Trời là đấng chu cấp chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng có thể khiến cho mưa xuống sau nhiều năm không mưa. Và chúng ta thấy trong lời của Chúa không? Dầu cả xứ bị đói kém, nhưng mà chỉ một người đàn bà quá ở tại Sarepta vẫn có thể nuôi được Eli. Dù trong xứ đói kém nhưng mà con chim quạ là cái thứ phàm ăn, nó không bao giờ để rơi một miếng thịt nào đâu. Vậy mà Chúa vẫn có thể khiến cho nó đem từng miếng thịt về để nuôi Eli trong một thời gian rất dài. Buổi sáng hôm nay không phải chỉ nhắc lại câu chuyện này như là một câu chuyện cổ tích cho vui, cho thêm kiến thức đâu. Buổi sáng hôm nay tôi tin rằng Chúa muốn gọi mỗi một người trong chúng ta để nhắn nhủ rằng, con ơi, ta biết con đang lo lắng, ta biết con đang sợ hãi, ta biết con đang rất băn khoăn, nhưng mà ta muốn nói với con rằng, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều khác nữa. Chuyện sống mỗi ngày, chuyện đáp ứng những nhu cầu mỗi ngày chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chúa còn cho nhiều hơn nữa. Tôi đã nghe rất nhiều lời chứng. Có những chủ doanh nghiệp
Trong những lúc suy thoái kinh tế đó, những người khác bị thất bại, nhưng mà Chúa vẫn ban phước cho họ. Có những vùng thì là những cánh đồng chung quanh bị sâu làm hại hết, nhưng mà cái đồng lúa của người thuộc về Chúa vẫn cứ xanh tươi. Có những gia đình, những bầy heo bị dịch chết hết, nhưng mà những người tin cậy Chúa vẫn được bảo vệ. Như lời của Chúa trong Thi Thiên 34, nói 37 nói rằng, trong ngày xấu xa họ sẽ không bị hổ thẹn, trong thì đói kém họ vẫn được no nê. Ông bạn chị em ơi, ông bạn chị em có tin rằng Chúa là cội nguồn của mọi sự không? Người ta nghĩ rằng với số tiền đó chất ở trong nhà, mình sẽ tiêu hết đời. Có biết bao nhiêu quan tham Trung Quốc, Việt Nam đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà rồi đâu có tiêu được đâu, phải không? Đùng một cái, chức vụ cũng không còn, vị trí cũng không còn, tiền bạc cũng mất hết, chẳng còn gì. Thưa quý ông bạn chị em, buổi sáng hôm nay, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có lời của Ngài. Nếu có điều gì đó chưa đúng đắn trước mặt Ngài, hãy thưa với Chúa rằng, xin chỉ cho con. Nhiều khi trong vô tình, nhiều khi vì thói quen, nhiều khi vì kém hiểu biết, chúng ta đã làm những điều, đã suy nghĩ những điều, đã hành xử những điều chọc giận Đức Chúa Trời mà không biết. Và chúng ta thắc mắc, tại sao lúc này tôi thấy mình khô hạn? Mỗi chúng ta biết lúc nào là lúc mình khô hạn, mình thiếu thốn. Có thể bề ngoài giàu có thể bề ngoài thành đạt, nhưng tận sâu thẳm trong lòng chúng ta biết mình đang khô hạn. Hãy sẵn lòng đối diện như tiên tri Eli. Không còn chần chừ nữa, đối diện với vấn đề ngay lập tức. Dầu rất sợ hãi, một mình phải đứng giữa 450 tiên tri Ba Anh, một chọi 10 lại còn sợ rồi, đằng này một chọi 450. Nhưng mà ông biết rằng ông cần phải làm đẹp lòng Chúa, bởi vì phước hạnh đến từ trời. Và nếu trời không cho thì không thể nào, không có cách nào, không có sự khôn ngoan nào, không có tài khéo nào. Và buổi sáng hôm nay, nguyện Chúa cho chúng ta hạ lòng mình xuống. Khi chúng ta nghe được những lời này, là Chúa muốn khôi phục chúng ta, chứ không phải để định tội chúng ta đâu. Khi chúng ta còn nghe được những lời này, Chúa không muốn chúng ta bước vào trong sự khô hạn, nhưng Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm mưa và đất sẽ sanh sản hoa màu cho cuộc đời của mình, để niềm vui sẽ đến, để chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui mừng, và chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những người chung quanh, cho gia đình của mình nữa. Xin chúng ta hãy đứng lên và cùng với tôi, chúng ta hãy đọc lại câu Kinh Thánh này. Xin hãy chiếu lại câu Kinh Thánh ở Gia-cơ. Chúng ta cùng đọc chung. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sanh sản hoa màu. Cảm ơn Chúa. Từ khi học được điều này, mỗi ngày tôi nói rằng, Chúa ơi, hôm nay con cần tiền. Tiền bạc là đến từ Chúa. Hôm nay con cần sức khỏe. Hôm nay con cần niềm vui. Xin Chúa hãy đổ xuống. Xin Chúa làm cho niềm vui được dâng lên. Xin Chúa làm cho hoa màu được sanh sản. Bởi vì mọi điều đó là đến từ nơi Ngài. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Chúa Trời nói rằng, nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch lại với chúng ta nữa? Kinh tế của thế giới ra sao? Điều đó không quan trọng, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng ban mưa. Đức Chúa Trời là đấng làm cho hoa màu được sanh sản. Đức Chúa Trời là đấng làm cho tiền bạc của chúng ta được nhân lên, làm cho ảnh hưởng của chúng ta được lớn rộng. Hãy tìm kiếm Chúa trước hết. Hãy tìm điều làm đẹp lòng Ngài. Thậm chí Chúa nói rằng, thử xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ngài thách thức chúng ta đó. Chúa của cả hoàng vũ này, Ngài thách thức chúng ta. Hãy tin cậy Ngài để nhìn thấy cửa sổ ở trên trời được mở ra. Tự giải quyết theo cách riêng của con người, đi ngược lại với những điều Đức Chúa Trời muốn, chỉ làm cho cửa trời đóng lại mà thôi. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.